Hello, chào mừng anh chị em đến với kênh Quay Cá Thao nha. Đây mình sẽ thử vị bột cao. Bột cao mình mới về loại sâm bò này. Chứ cái túi này nó nhám nhám mà giờ túi này nó bóng rồi. Đây cái loại này lúc trước là mình thử vị kẹo. Bây giờ thì sẽ có vị dưa hấu. Đây mình mới về hai thùng thì khoảng 500 gói các bạn. Về 50 gói này, vị dưa hấu. Đây này bình thường nó cũng hay vón mà giờ nó chưa vón các bạn. Đây này mới. Còn bên này là vị trước là vị trước mình thử vị kẹo rồi. Bây giờ là vị xoài nha, xoài. Dưa hấu và xoài nha. Vậy là hai video tiếp theo mình sẽ thử dưa hấu và xoài. Vị quả cao tên là Engay Black. Thì loại này mình không có nhập hũ mà tại hũ nó hay bị vón á. Giờ thử cho nên mình bán gói thôi. Thì gói này là 26.000 bằng gói bông á. Thì loại này nó mạnh về caffeine nhưng mà Nulin, Pedanolin. Nói chung là nó cũng khá là mạnh á. Mình thử nửa gói coi nó làm sao. Bạn pha với lại khoảng 300ml nước. Bột màu trắng hết rồi. Bột này bột trắng. Đổ vô, cái là mình đang review vị xoài. Đổ vô thì nó sẽ ra màu vàng liền luôn. Bột mịn lắm. Bạn thằng mới. Các bạn bảo quản cột lại nha. Rồi mình uống thử cho nó ra màu. Xoài thì chắc nó sẽ chua nhẹ nhẹ. Màu của xoài này các bạn. Trang nước rồi chua chứ. Nó chua nhẹ thôi à. Chủ yếu là ngọt. Dễ uống các bạn. Dễ uống lắm. Nhưng mà dễ uống nha. Quên mình phải bỏ retin nữa chứ. Vậy có retin chưa đây? Loại này có taurin nè, muối hồng nè, caffeine nè, betalanin nè, citrulline nè, vitamin B12. Vitamin B12 rất là nhiều nha, 4167 nhu cầu hàng ngày. Tương ứng với lại 100 microgram. Khá là nhiều. Nói chung là vị dễ uống lắm các bạn. Nói chung là được với vị nha. Bây giờ mình đi tập thử coi nó làm sao. Bây giờ mình bỏ retin vô. Cái retin vị chanh này mình thấy nó chua chua. Ngọt không? Rồi chỉ bạn nào cần sâm bò rìu quả cao này, loại này khá mặn nha, mặn hơn AB nha, thì bạn liên hệ mình nha. Mình kết thúc video tại đây, bye bye.